Tập 9. Khương thị đã bị bắt, làm theo lời dặn của bệ hạ để ngăn bẫy dùng độc tự vẫn. Ả độc phụ này bắt giam lại. Dân Trần Cẩn, Ả dùng gì để uy hiếp ngươi? Tiểu nhân thông báo tin tức cho Đông Cung. Ngươi có từng làm không? Bệ hạ, mau, hắn đã uống thuốc độc, mau làm cho hắn nôn ra, nhanh, không được kinh động. Người đâu? Bệ hạ, khiêng hắn xuống. Dân giơ đèn sáng lên. Gặp bệ hạ còn không quỳ à? Không cần. Trẫm hỏi ngươi, mẹ của ngươi họ gì? Bệ hạ, hắn vẫn chưa thể nói được. Viết ra đi. Bệ hạ, e là cũng không thể viết chữ. Phim được thuyết minh bởi tvhayz.org. Cha của Hứa Thắng Hoa có thể không phải nhọc lòng bằng trống. Cha mẹ trong thiên hạ đều như nhau. Hứa Hàn Lâm mắc sai lầm. Cha ngươi cũng từng trách phạt ngươi hay sao? Cha thần đã mất từ trước khi thần chào đời. Thần không có phúc như vậy. Quá ra là thế. Tất cả đều là báo ứng. Canh chừng hắn ta, đối xử tử tế. Khương thị mưu nghịch phạm thượng, Dương Thận thông đồng ngự tiền, đều đừng làm to chuyện. Đã xử trí chưa? Tỷ tỷ, Ngũ Đại Dương, sao Ngũ Đại Dương lại ở đây? Đây không phải nơi ngài nên đến. Đi mau đi, đi. Là bệ hạ hạ lệnh ta đến, bảo ta đến thăm tỷ tỷ. Đừng nói,
Tiểu nhân không nói gì hết. Tỷ tỷ đã cùng đường biến lối rồi, tỷ hà tất phải chịu đựng những điều này. Tiểu nhân muốn liều một lần cuối vì Ngũ Đại Dương, chuyện gì tiểu nhân cũng nguyện làm. Thế thì xin tỷ tỷ hãy làm cho ta một việc cuối cùng. Lý đại nhân, ngài đến rồi. Điện hạ, thần phụng chỉ đến đốc thúc, xin điện hạ làm theo ý chỉ. Ta vẫn đang cấm túc, không tiện đến gặp bệ hạ, làm phiền điện soái trả lời Đông Cung. Chỉ có một mình ta có thể uống rượu. Ngoài ra, Dương Ông là người hầu thân cận của ta, từ nay ta đến đâu, ông ấy buộc phải theo tới đó, như bóng với hình, không rời nửa bước. Nếu điện soái muốn bắt Dương Ông đi, ta sẽ lập tức uống chén rượu này. Điện hạ, Trần Cẩm ngươi đi thêm chuyến nữa, thông báo với Đông Cung phải bỏ lệnh cấm từ hôm nay. Bảo thái tử dẫn theo Dương Thận tới đây, trẫm muốn gặp. Dân tiểu dân sẽ đi truyền thái tử ngay. Ngồi điện hả? Không phải là truyền mà là đi mời. Dân tiểu nhân sẽ đi mời thái tử điện hạ ngay. Nếu Trần Cẩn còn ở đây cũng đã không xảy ra sai lầm như vậy. Thần xin thỉnh an bệ hạ. Thần cấm túc nhiều ngày, vô cùng mong nhớ cha. Thần muốn hỏi thánh cung có khỏe mạnh không? Trẫm vẫn chưa bị các người làm tức chết. Vương Thận, có. Trần Cẩn chết rồi, ngươi có biết không? Thưa bệ hạ, tiểu nhân biết. Ngươi có biết tại sao hắn lại tự vẫn không? Không biết. Thái tử, thần cũng không biết. Thế trẫm nói cho con biết, Trần Cẩn ở bên con từ nhỏ đến lớn, vì muốn đến Đông Cung truyền tin cho con, tự cảm thấy có lỗi với trẫm, đã tự sát rồi. Con nghĩ thế nào? Trần Ông không hề có lỗi với bệ hạ, mà là thần có lỗi với ông ấy. Dương Thần, có. Ngươi tư thông với Trần Cẩn vốn nên xử chết,
Nhưng trong niệm tình ngươi cùng vào cung với hắn, lại hầu hạ thái tử nhiều năm, tha cho ngươi tội chết, nhưng đông cung không thể giữ ngươi được nữa. Cáo lão hồi hương đi. Tạ ơn. Mau lên. Tạ ơn bệ hạ không giết đi. Tiểu nhân khấu tạ long ân bệ hạ. Nếu có người thông báo tin tức thì chắc hẳn con cũng biết chuyện của Hứa Xương Bình rồi. Thần biết, bởi vì chuyện này mọi người đều biết cả rồi, không ai không biết. Một miếng ngọc, một bản tấu, còn kéo người của khắp thiên hạ vào. Lời đồn râm ran không thể áp chế. Rốt cuộc con có chủ ý gì? Nói cho trẫm biết đi. Thần cho rằng nếu triều đình đều biết thì nên điều tra rõ chuyện thần tiễn biệt, điều tra rõ mẹ của Hứa thị là Tống thị, điều tra rõ cả tộc Hỷ, điều tra rõ cả nhà của Cố Ngọc Sơn, điều tra rõ tất cả những cung nhân trong cung năm đó. Nếu thật sự không có kết quả thì có thể truyền lệnh cho Võ Đức Hầu hồi kinh. Con còn chê chuyện này chưa đủ ầm ĩ, chưa đủ loạn, chưa đủ phiền phức hay sao? Vẫn chưa đủ để chiêu gia chúng ta tiếng xấu vạn năm sao? Thần không dám. Dù thần có thịt nát xương tan cũng muốn làm rõ quan quốc trong chuyện này. Thần càng không dám khiến cho danh tiếng của tiên đế, bệ hạ và mẹ thần bị biêu xấu. Thế nên thần mong bệ hạ thành toàn. Không cần nữa. Hôm qua trẫm lại nhìn hắn một lần. Mày mắt, khuôn mặt, trẫm nhìn cái là đã nhận ra ngay. Thế thì theo ý của bệ hạ, hắn có phải không? Nó không phải. Hứa chủ bộ về điện hạ mà lấy thân phận hiểm là vì hắn cho rằng nếu thân thế của hắn sáng tỏ thiên hạ, cộng thêm quan hệ thân thiết trước đây của hắn và điện hạ, ắt sẽ khiến cho bệ hạ cảm thấy nghi kỵ. Nghi kỵ sẽ có người về vụ án đoạt đích 26 năm trước mà lật án. Nghi kỵ những lời đồn đãi về quyết mạch hoàng gia của triều thần với tông thất. Thế nên hứa chủ bộ không những không chết mà còn khiến bệ hạ đứng ngồi không yên, lo trước lo sau, cuối cùng dồn hết mọi oán hận lên trên người Triệu Dương, gây nên mọi chuyện. Thế nên hôm nay điện hạ lên triều nhất định phải tiên phát chế nhân. Thế bệ hạ tính xử trí Hứa Xương Bình thế nào? Trẫm gọi con đến chính là muốn để cho con nói xem dự tính thế nào. Trẫm đang nghe đây. Thần cho rằng nếu hắn đã không còn liên quan đến chuyện này thì không nên nhốt ở nhà lao nữa, mà nên làm sáng tỏ, phóng thích, thả về quê hương để tránh thêm nghị luận. Con nghĩ thai hắn rất chu toàn. Xem ra miếng ngọc đó là tặng uổng rồi. Từ thế cục trước mắt, thần không thể không suy nghĩ chu toàn. Lỡ như người này chết trong ngục, lỡ như có người muốn khiến hắn chết ở trong ngục, đến lúc đó bệ hạ và thần nên giải thích rõ ràng với thiên hạ thế nào. Hắn không những không thể chết trong ngục mà càng không thể chết ở trên đường. Để không gặp phải sự cố gì, thần muốn phái Đông Cung vệ trực tiếp hộ tống hắn về quê, để người trong thiên hạ đều biết hắn vẫn họ Hứa. Hắn sẽ dùng thân phận thứ dân mà sống tiếp. Cho nên triều đã giao trục bất phá tự phục, thiên gia quy nghiêm bất phục tự phục. Từ ghi chép lịch sử cho đến nay cũng không lo lắng tiếng xấu. Phải, hiềm nghi của con không cần tự giải thích nữa.
Bệ hạ thánh minh, có lẽ cha lớn tuổi rồi, cả đêm không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy mẫu thân con, muội muội con và cả những người đã khuất nữa. Còn con thì mơ những gì? Một đứa con trai có thủ đoạn như vậy, trẫm không thể phát giác. Đứa con trai còn lại rơi đến bước đường này, trẫm không thể cứu giúp. Bí thư Lan, soạn chỉ đi. Do thái tử giám sát hành hình. Phim được thuyết minh bởi TVHZ trong từ lúc thằng bé còn nhỏ đã có người lại nhảy bên tai trẫm, nói nó giống cụ cụ của nó. Nghe nhiều rồi, trẫm cũng tin như vậy. Nhưng cho đến hôm nay trẫm mới phát hiện, nó đúng là người trong các đứa con trai của trẫm, giống trẫm nhất. Nhưng tại sao chứ? Tại sao đến bước đường này, ngày hôm nay rồi, thì trẫm mới nhận ra? Triệu Dương, Tiêu Định Khải cấu kết thảm hại Triệu Quân, bôi nhọ tiên đế và hiếu kính hoàng hậu, liệt vào tội lớn ngu nghịch, luận chết. Tuy nước Tang chưa qua, vì thuộc 10 tội ác, theo như chế độ quốc triều không thể miễn tội như tội thường. Tuy Triệu Dương Thần là hoàng tử, vừa xét đến điều lệ hoàng thân, vừa xét đến điều lệ quý tộc, được giảm hình phạt, tước bỏ tất cả phong dương, bên dưới là khống hạt vệ, đánh 80 gậy lưu đài lĩnh nam. Gió thu thổi, mây trắng bay, cỏ cây vàng úa rơi xuống, chim nhạn bay về phương nam. Điện hạ, huynh không đến, nói với ta lời cuối cùng hay sao? Điện soái, ta nói vài câu với ngũ đệ không phá hỏng quy củ chứ. Tiên nhân của chúng ta đã thu xếp nhà ở đây, tốt biết bao. Tam ca nói như vậy, không sợ đệ không nỡ đi sao? Lĩnh Nam sương mù nóng nực, chướng khí quang du, nếu đệ đã không nỡ rời khỏi đây, cũng không cần đến đó nữa. Đệ không đi đâu hết,
80 gậy, sống hoặc chết. Bệ hạ bảo ta đến giám sát hành hình là giao sống chết của đệ vào tay của ta. Thế nên đây là sự trừng phạt đối với đệ, cũng là sự trừng phạt đối với ta. Ông ấy không muốn gánh tội danh giết con này, lại có thể nắm giữ thêm một điểm yếu của ta nữa. Phụ thân là quân vương, trước nay coi trọng kết cuộc, hai chúng ta đều không thể thoát khỏi. Thắt lưng ngọc này, bước cờ này của tam ca đi hiểm thật đấy. Nói ra có thể đệ không tin, đây không phải ý của ta. Ta cũng chưa từng tặng thắt lưng cho ai, cũng chưa từng nghĩ đến muốn giăng bẫy đệ. Đệ tin người giúp huynh làm những việc này, ngoài hứa Xương Bình ra còn có cô ấy, đúng vậy. Lan hữu tú ghi cúc hữu phương, ấp ủ giai nhân không thể quên. Cô ấy vẫn khỏe chứ? Hôm nay chắc là có thể gặp được A Tấn rồi. A Lương đồng ý đưa đệ ấy vào cung. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ lắm. Tỷ tỷ, A Tấn, A Tấn, sai lầm lớn nhất của đệ chính là không nên dựa vào có ơn với cô ấy, đưa cô ấy về bên huynh. Lỗi lầm của đệ là không đại khôn rời kinh, đệ chịu đi sẽ không có ngày hôm nay. Tam ca còn nhớ không, lão sư từng dạy chúng ta điểm cố lạc nhân truy hổn, qua trên cùng một cái cây theo gió rơi xuống, có chiếc bay lên trên mây, lại có chiếc rơi xuống cống rãnh. Tam ca huynh là chiếc lá rơi trên ngai vàng, còn đệ, đệ không cam tâm. Đệ thật sự cho rằng ta rơi vào ngai vàng rồi hay sao? Tam ca đúng là buồn cười, ngã xuống đệm mà không hay biết. 3 năm trước, tại sao huynh không chịu buông tay để cố Tư Lâm đi hành động? Huynh cứ muốn để lại cơ hội ngấp nghé, để lại niềm hy vọng cho người khác. Đây là lỗi của huynh, không phải là lỗi của ta và đại ca. Đạo của ta các đệ không hiểu. Đạo của huynh đương nhiên là không hiểu. Chính vì thế ta mới làm như vậy. Lúc trước ta có đại ca, sau này ta có nhị ca, có lục lang, có bất kỳ ai. Huynh xem, đạo của ta tràn trề dồi dào, người trước ngã xuống, người sau đứng lên. Còn con đường của huynh đi cô độc như thế nào nhỉ? Nói đến đồng đạo, ta còn một câu muốn hỏi đệ. Lý Minh An và đệ là đồng đạo hay sao? Huynh nghĩ huynh còn cần thiết phải biết à? Tốt xấu diệt hết, đủ huynh đã loại trừ ra. Nhưng trước mặt bệ hạ, trước mặt người trong thiên hạ, huynh còn có đường lui sao? Huynh biết rõ huynh giết ta chẳng khác nào tự sát, nhưng ta không hiểu. Huynh biết rõ bị người ta dị nghị, tại sao vẫn cam tâm vào chồng? Tại sao lại cam tâm tranh đoạt đấy gì? Thì lẽ ra nên biết người ta lo không phải là đệ. Quốc sự cũng thế, chiến sự cũng thế, giả tâm của đệ lại thêm mối quan hệ, quả thực khiến ta ăn không ngon ngủ không yên.
Dán cờ giữa đệ và ta một khi thất bại, ta không biết đệ huynh sẽ mưu đồ ra chuyện gì nữa. Nghĩ tới đây ta không khỏi lạnh người. Nhưng bệ hạ cũng lo cho huynh như thế. Gần đây bệ hạ đã lâm bệnh nặng, đêm không ngủ được. Hai người đúng là đồng bệnh tương liên. Thế nên cho dù ta không làm thái tử, ta cũng quyết không để biên cương gặp chuyện. Chiến sự lần này tốn kém, nếu thất bại thì nguyên khí quốc gia sẽ suy giảm mấy chục năm trời, thậm chí là hàng trăm năm. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đáng tiếc huynh coi trọng Giang Sơn đến thế, nhưng vĩnh viễn không giành được. Ta không có được cũng sẽ không để cho đệ giành được. Ta quyết không để một tội nhân giết mẹ có được cả thiên hạ này. Huynh không hiểu. Đó là giải thoát. Là giải thoát. Một mẫu thân tận mắt nhìn con trai mình bị huynh đuổi đi từng người một, bản thân lại bị giam cầm trong chốn thâm cung. Đó mới gọi là ác mộng đối với bà ta. Đó mới là ác mộng mới khiến bảy đau đớn khôn nguôi. Sống không bằng chết. Nếu đã nói đến đây, ta không ngại nói cho huynh biết thêm bí mật. Tiền thái tử phi của huynh, rồi cả Cố Tư Lâm và Cố Phùng Ân đều phải cảm ơn ta. Họ làm sao? Đám tử sĩ kia chắc sắp đến thành Trường Châu rồi. Tử sĩ nào? Những người đã từng trung thành với ta, hiện giờ chắc đã trung thành với bệ hạ. Huynh cũng không nghĩ xem, Lý Minh An là tâm phúc trọng thần của bệ hạ. Nếu không có ý chỉ, sao ta có thể kết giao với ông ấy chứ? Đây chính là vô gian đạo của ta. Quỳnh đã rơi xuống thì mãi mãi sẽ không thể thoát ra. Phim được thuyết minh bởi tvhayz.org. Thiên tử viết: Chủ bạc chiêm sự phủ Hứa Xương Bình vốn nên nghiêm trị, nhưng do quốc tang đại xá tước bỏ công danh, cách chức về quê, cả đời không được làm quan. Tất cả quan viên của chiêm sự phủ và Lưỡng Xuân Phương không dốc sức phò tá thái tử, mang tội thất trách. Dù là chức vụ của mình hay kiêm nhiệm đều bị cách chức, đuổi về quê, khâm thử.
để bảo đảm ổn định, suy tính trước sau, lệnh cho bộ binh và bộ lại bàn bạc đối sách, lập tức chấn chỉnh thập nhị kinh vệ, không được chậm trễ. Khâm thử. Thần lĩnh chỉ.